cuối năm 2017 đó. Lúc đó là đang quen bồ ngoài Thủ Đức á, nên tối nào cũng ra ngoài đưa rước rồi ăn uống nhậu nhẹt này nọ kia, sẵn tiền đất luôn. Yes. Anh ơi ăn cơm đi, anh ơi tắm đi, anh ơi ngày mai có hẹn này, anh ơi ngày mai có hẹn kia. Ví dụ ngày Chủ Nhật đi, đang ngủ ở nhà thì gọi phải: anh ơi anh dậy chưa, anh dậy rồi anh nhớ tắm rửa xài nước hoa Chanel em mới chuẩn bị tối hôm qua nhen đó, bữa nay có đại lý quận 9 khai trương nha, ở đại lý Thủ Đức khai trương nha anh, này nọ kia kiểu nó xong có miếng rất nhẹ nhàng. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các em đến với chương trình Vlog Kinh doanh. Thì bây giờ anh đang tuyển những cô thư ký chân dài gầm bàn nha mấy em. Cái bàn này nè, cái bàn này tức là phụ những công việc mà ví dụ như rớt cái viết hay gì đó, nói chung là vệ sinh clean up sơ sơ cái bàn thôi. Nói chung là trong phạm vi cái bàn gồm có mặt bàn và gầm bàn, đó, sạch sẽ. Thì như người ta làm giám đốc á, bao giờ cũng có thư ký hết á, nhưng mà cõi như Duy á là giám đốc lâu năm và chưa có thư ký riêng nha bạn. Chỉ có phụ tá thôi chứ chưa có thư ký nha. Trong hoàn cảnh chủ quan cũng như khách quan, mà tại sao ngày hôm nay á là Duy phải cần có cô thư ký? Cái sự việc này á nó diễn ra mấy ngày hôm nay, nói chung rất là bực mình mấy em, mà nói ra thật sự nhiều khi tức chết bà nội luôn á. Tất cả những cái trung tâm THOL Gym Center của anh một tháng á là từ 60 tới 80 triệu tiền điện, tùy xài ít xài nhiều, cái chuyện đó khỏi bàn. Đó. Vậy thì sao? Điều đó chứng tỏ rằng anh là một khách hàng tiềm năng của điện lực, đúng không? Khách hàng tiềm năng của điện lực. Mà làm cái con khỉ gì tháng nào cũng nhận được một cái bill như nhau, đó là thông báo cắt điện. Đúng không? Thông báo cắt điện. Gửi dưới xong dưới nhắn lên, bật lên đọc: quý khách đã trễ đóng tiền điện ABC các kiểu, nếu không đóng tôi sẽ cắt điện. Này nó có hai vấn đề. Thứ nhất á là vấn đề của anh, chúc anh nói. Nhưng mà thứ hai vấn đề của điện lực. Sao mấy ông cứ hăm dọa mấy ông cắt điện hoài vậy mấy em, đúng không? Mình làm ăn với nhau lâu dài, đâu có làm từ hồi lúc còn nhỏ xíu tới giờ luôn. Một tháng đóng mấy chục triệu tiền điện, đâu phải người ta không đóng tiền đâu trời. Đúng không? Mà cứ tối ngày gửi thư tới địa chỉ 107-109 đường số 6 Bình Trị Đông B, Bình Tân, thông báo cắt điện, thông báo cắt điện, thông báo cắt điện mấy. Nhiều khi anh là khách hàng mà anh cảm thấy buồn quá, thục hẳn quá. Anh không muốn thấy những cái tờ thông báo mà cắt điện kiểu đó nữa. Thứ nhất là tự ái mấy em. Đường đường là mình làm ăn lớn này nọ, mà tự nhiên người ta đòi cắt điện hoài. Mà thông báo nó lại giờ do anh đóng trễ. Nó muốn bực mình quá, đang tập gym luôn á. Hỏi cái đám ở trên đây nè, đám trong văn phòng á, cái hóa đơn tiền điện ngày nào người ta gửi, khi nào phải đóng, mà sao cứ thông báo cắt điện hoài. Đó. Thì mấy nhỏ kế toán ngồi trên văn phòng nói: thường thường là thông báo từ ngày hai mấy ra ngày hai mấy là phải đóng tiền điện. Cái đó tới ngày hai mấy đóng tiền điện sao không con nào thằng nào trình hết trơn vậy, đúng không? Mà để cho bây giờ người ta gửi thông báo cắt điện tới hoài, mà đâu phải một lần mà là nhiều lần. Lúc nào đang tập gym á, sếp là sếp có lệnh ngân hàng vượt gấp cho em đi, không điện nó cắt. Nghe rất là nóng máu mà em. Vậy là lỗi của ai? Vậy là lỗi của điện lực á, nó không gửi bill tới đây, hay là lỗi của tụi mày nhận mà không báo? Hỏi sao em rẻ trơn vậy, đúng không? Một cái chuyện nhỏ như vậy đó mấy em thấy một người thư ký nhắc việc nó quan trọng tới cỡ nào. Nên nhiều khi giờ nó phải tuyển thư ký vô để nhắc này nọ kia, chứ không là nó giờ công việc nó nhiều quá nó quên những việc nhỏ nhỏ nó ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Cái đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ nhất nó cũng bình thường thôi, tại vì năm nào anh cũng bị hâm, tháng nào anh cũng bị hâm dọa cắt điện, cái quen rồi, không có gì lạ trơn, chỉ sốc nhẹ thôi. Cái này mới sốc nặng nè, là cái đại lý ở Thủ Đức á khai trương đâu nhầm ngay ngày Chủ Nhật luôn, anh không hề hay biết. Xong rồi tới tối á đại lý nhắn tin là: ủa sao công ty khai trương không thấy BBT đó hết trơn vậy, đại lý có làm gì sai không? Đọc một cái ơ quá mơ, tá quả thông tin luôn ông nội, đúng không? Tá quả thông tin luôn, không biết gì cả. Xong rồi kéo rồi tin nhắn, trời ơi, cái đó trôi từ năm nào rồi, từ năm nào rồi. Cái này làm cho anh cảm thấy rất là khó xử mà. Biết bao nhiêu đại lý khai trương đều có gửi hoa chúc mừng, đều có đồng hành cùng những các sự kiện event này muốn. Nhưng mà riêng cái đại lý ở Thủ Đức có nằm ở đường Kha Vạn Cân đó mấy em. Quên.
ơ quá mơ luôn, cảm thấy và hổ thẹn luôn. Thì đáng lẽ trong cái công việc đó anh chỉ có một cô tiêu chí nhắc việc thôi. Anh ơi ăn cơm đi, anh ơi tắm đi, anh ơi ngày mai có hẹn này, anh ơi ngày mai có hẹn kia. Ví dụ ngày chủ nhật đi, đang ngủ ở nhà hay gọi phải, anh ơi anh dậy chưa, anh dậy rồi anh nhớ tắm rửa xài nước hoa Chanel em mới chuẩn bị tối hôm qua nha. Đó, bữa nay có đại lý quận 9 khai trương nha, ở đại lý Thủ Đức khai trương nha anh, này nọ kia kiểu nó xong có việc rất nhẹ nhàng. Nhưng mà tại hai cái đó nó dồn tanh cùng lúc, cái trụ điện lực thì anh nói anh không quê bằng dù quận 9, ví dụ Thủ Đức, ví dụ Thủ Đức đó là khai trương rồi đại lý mời tới tham dự này nọ kia các kiểu, mà đại lý quận 9 người ta khai trương đàng hoàng, người ta khai trương rất là bài bản mấy em. Bởi vì ta nói người lớn làm ăn nó khác trẻ em, nó ví dụ như bọn trẻ nó rồi thiếu trước học sau làm chưa kinh nghiệm thì chụp giật, nó chụp giật là chụp giật trong công tác khai trương thôi chứ phải nó làm ăn chụp giật. Còn ông quận 9 này nè đó, ông đặt tên thương hiệu là gì, Sam. Anh tiết lộ bí mật nha, Sam là tên gái ông á. Bây giờ tụi em góp gạo thổi cơm đi rồi có cơ hội nha. Và yoga thì bên bển có là mở lớp yoga nữa, tại thuê một bằng hơi rộng em, làm thêm yoga nha. Bây giờ anh chị em nào tập yoga tới đó đăng ký luôn. Cái thể loại vlog của anh á là trong một video rất là nhiều kiến thức. Thì tiện đây anh cũng mượn cái video này anh gửi lời một cái lời mà xin lỗi mà phải nói là thấm thiết nhất, một cái lời xin lỗi chân tình nhất luôn á tới đại lý quận 9. Quên cứu quá mạng em, khai trương ngày chủ nhật tới tối chủ nhật nhắn tin lại hết hồn, kỳ quá. Thật sự rất là ân hận, rất là hổ thẹn. Cái hành trình mà đại lý quận 9, đại lý Thủ Đức lộn, Thủ Đức lộn hoài. Tại vì anh có nhà quận 9, còn đây Thủ Đức, hai cái đối diện nhau, cách nhau con đường xa lộ Hà Nội đó mấy. Hiểu không? Ngã tư Thủ Đức là trái tim, nha, nhìn hình dung nha. Ngã tư Thủ Đức là trái tim. Đó. Từ bên phía Sài Gòn đi ra Đồng Nai, bên tay trái là Thủ Đức, bên tay phải là quận 9, ok. Thì bên tôi em quẹo bên tay phải là tới nhà của anh, nhà bự lắm. Tụi em quẹo tay trái là tới đại lý của anh. Nói chung cái gì cũng là của anh hết. Ngày trước mà trong cái quá trình đó, anh tìm đất cát đó, cái nhà quận 9 đó, là anh đi rong ruổi những cái nẻo đường trên Thủ Đức hết. Cái khu đó nghèo lắm em, khu đó nghèo dã man luôn. Anh đi tìm hồi năm 2000, cuối năm 2017 đó. Lúc đó là đang quen bồ ở Thủ Đức á, hiểu không? Nên tối nào cũng ra ngoài đưa rước rồi ăn uống nhậu nhẹt này nọ kia, sẵn tìm đất luôn. Yes. Cái nói chung là cái cuộc đời của anh á, nó công đôi chuyện, công tư nó lẫn lộn nha. Đó, ví dụ như quen gái là nhu cầu đó, nhưng mà làm ăn á là cái như sứ mệnh nè, nó không khác được. Nên anh đi anh rong đuổi mặn bồ, nó ngồi trên xe nó á, trời đất ơi anh ơi, anh ra khu này là tức của mình anh đi mệt thôi, không có nào đi hết, toàn là xe máy không à. Xong rồi cái nói cái gì khu này dở yếu dữ với em, cái nói trời ơi coi em ở khu này em biết mà, nó nhà bà ngoại em ở đâu ở gì, cái gì mà có chỗ nào tên là Tam Đa không em, cái gì đó, cái gì ở đâu Tam Đa, không phải Tam Đa nha, nó có cái gì đa cái gì Tam Tam gì ngoài đó đó, nhà ngoại em nó biết mà, trời đất không, khu đó nhà trọ công nhân nó từ tiền trọ tháng có mấy trăm triệu à, nó gì ghê vậy, yếu dữ vậy luôn hả? Nó nói chủ cái quận người ta nó tách quận cũng 2003 rồi, sớm quá mà sao tới giờ nó còn yếu. Khu này công nhân không mà anh ơi, mà y như thiệt, mở cái app Grab lên không có chiếc xe nào luôn. Điều đó nói lên tất cả rồi, mở cái Grab không có chiếc xe nào. Còn hả em vô quận 10 cái em mở Grab một phát một xe mấy trăm chiếc vòng vòng luôn, là mấy thằng chạy Grab nó bật định vị lên đó ba. Đó mấy thằng bút Grab anh nói đúng không, hiểu không đó. Nên cái khu đó thật sự là nó cũng còn hơi bị khổ. Nên đầu tư game nó cũng phải đắn đo. Mà năm đó anh nằm ăn dầm nằm về ở khu đó rất là nhiều. Anh kinh nghiệm xương máu nông sản khu đó nhiều lắm em. Đất đường nào anh cũng biết hết, đúng không? Anh hay đi ăn với bồ anh đó, trong cái quán mà, cái quán gì á, nhà hàng gì mà đại gia không à, xe hơi không anh quên tên rồi. Mà trong đó đó, mấy con bồi với mấy con tiếp viên nó mặc đồ y như thủy thủ quá mẹ. Nó mặc đồ y như thủy thủ vậy đó, mà quán rộng lắm đó. Anh nói chắc tụi em nào quận 9 tụi em biết thôi chứ anh thua không nhớ nổi tên quán. Chạy đâu vô đường Thống Nhất quẹo 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 đâu Khổng Tử Einstein gì đó, Nho Giáo gì đó lum la đó ngồi mới gặp đó. Đó là khu Thủ Đức mà cái đại lý này nằm trên đường Kha Vạn Cân, mà tao nói nghe Kha Vạn Cân anh mua hụt mấy miếng đất cho nó luôn. Kha Vạn Cân á là anh mua miếng đất khúc mà ở đầu gần quốc lộ A đó, chỗ đó đường đẹp lắm. Xong rồi mua cái biết ví dụ gì không, mua đất ở đó xong rồi cái chỗ đó là khu quy hoạch gì phức hợp phức thiết gì, ta thấy nó phức tạp quá nó không mua được đó. Còn đường Kha Vạn Cân của ông này mà đặt cái trung tâm mùa mưa mà khỏi nói đi,
nó là một, Tô Ngọc Vân là hai. Nó ngập bà cố luôn. Bởi vậy ở cái quận Thủ Đức á, là một cái quận phát triển rất là kém em, hạ tầng giao thông rất kém luôn, phải dùng chữ ve đi kém luôn á. Quận 9 của anh đầu bên này còn đỡ một chút, đầu bên này nó còn đỡ một chút, còn cái quận Thủ Đức hả, trời đất ơi, đường xá nó kẹt xe này nọ kia, giá thuê mặt bằng cũng cao nữa đó. Mà khu ngoài đó sinh viên còn nhóc nhé luôn, đường nó thì nhỏ, mật độ xe thì đông đó. Mà ông này ông cũng gan lại cùng mình luôn, ông mở ở quận Thủ Đức, ông làm đại lý ở quận Thủ Đức, ông ở gần mặt trời quá mấy em. Thì vậy thì khi mà tụi em mở đại lý ở gần mặt trời như vậy á, nó sẽ có cái được và cái mất, đúng không? Có cái được là gì? À, BBT phát triển ngoài đó, nó thu hút fan ngoài đó tùm lum ra các kiểu, đúng không? Xong á, cái bạn sẽ nghĩ rằng à, BBT mở đó cạnh tranh khách với đại lý không phát triển được, cái này không có nha. Cái này bảo đảm em có luôn, chính sách của anh, chính sách của công ty BBT á là hạn chế bán lẻ. Bởi vậy anh livestream anh lóc quá trời luôn. Ví dụ người ta bán lẻ đó thì người ta phải dụ khách, định khách này nọ, vuốt nó mới mua hàng. Anh livestream anh đam vô cái đầu nó không thượng phát nào luôn, bởi vậy nó qua đại lý nó mua không à. Nhiều khi có mấy hàng mắc cười lắm, bị lóc đã đời, mắc cỡ, qua đại lý mua xong rồi đưa bill ra mở lóc mà. Chứ nhiều khi cũng không lại BBT mua đâu, mà thậm chí đó là chiến lược của BBT, BBT là nhà phân phối thì BBT sẽ hạn chế bán lẻ. Cái chuyện đó chuyện rõ ràng, không phải bàn cãi nữa đó. Mà BBT của Duy là nằm ở quận 9, còn cái chỗ của anh đó nằm bên Thủ Đức, anh đó là cũng như đại gia Thủ Đức nha mấy em, cũng 4-5 cái nhà hàng gì bán hải sản, bây giờ mở súp, mở kinh doanh súp vì đam mê, không phải đam mê mà thấy vui đó. Anh cũng hay coi like của Duy lắm, anh cũng hay coi like, lớn tuổi đàng hoàng lắm, ăn bài bản thưởng chạc khỏi bàn nha. Nên các em á tới đó mua ủng hộ. Còn nói về bất động sản thì cái khu mà nổi nhất là khu Đông. Khu Đông gồm có quận 9 và Thủ Đức. Tất nhiên Thủ Đức không bằng, Thủ Đức không thể nào bằng được quận 9, đúng không? Nhưng mà cái Thủ Đức với quận 9 sau này làm gì? Thành phố phía Đông nha. Tự nhiên giờ làm thành phố phía Đông cái xong nó thu hút đầu tư các kiểu đầu này nọ kia vô. Thôi tiện anh cũng dành ít phút chương trình nói về thành phố phía Đông, nó có ngạo nghễ không? Nói chung á, cái chiến lược về thành phố phía Đông á thì nó rất là ngạo nghễ và nó khá là ngạo nghễ. Tại vì sao? Tại vì ngoài đó còn cỏ không, còn cỏ không làm thành phố đền bù ít tiền vậy thôi, vậy thôi à. Chứ còn giờ mà vô chỗ nhưng mà toàn là nhà không mà không làm thành phố được. Cái mô hoặc những cái của tương lai anh sẽ kể cho tụi em nghe nè. Thiên hạ đệ nhất cảng biển Việt Nam, cảng Cát Lái nằm ở quận 2, đúng chưa? Thiên hạ đệ nhất đô thị hiện đại thông minh Thủ Thiêm nằm ở đâu mấy em? Comment nằm ở đâu, ai biết nằm ở đâu mấy em? Nằm ở đâu? Điền vô. Nằm ở đâu mấy em? Comment nằm ở đâu, ai biết nằm ở đâu mấy em? Nằm ở đâu? Điền vô. Nằm ở trên giấy đó. Bởi vì em nào comment nằm ở quận 2 là không có hài hước nha. Metro phần lớn chạy qua đâu? Quận 1, quận 2, quận 9, Thủ Đức, Dĩ An. Nó nằm ở thành phố phía Đông nữa. Bệnh viện ung bú, bến xe miền Đông mới, hệ thống trường đại học, khu công nghệ cao. Đó là những cái điểm son của thành phố phía Đông. Thành phố phía Đông trong đó có quận 9. Vậy suy ra trong tương lai có thể đất quận 9 của anh lên giá chút đỉnh. Nhưng mà yên tâm đi, gì lên chứ giá phòng riêng không có lên. Còn ở bên khu Đông nữa, các em sợ rằng ủa tại sao á mà BBT quận 9 của anh nổ quá trời mà sao giờ nó lâu khai trương quá vậy. Nói chung nó bị hố chút đỉnh này. Nói chung bị hố về thời gian, về Covid, về các kiểu. Nó làm cho quận 9 nó bị đảo lộn thời gian. Nó đảo lộn thời gian, nhưng mà chắc chắn nó phải khai trương rồi. Chứ bây giờ không khai trương lại bỏ đó, đúng không? Bây giờ tụi em nghĩ coi, một cái nhà của anh á mà nó chậm khai trương á thì một tháng mất mấy trăm triệu doanh thu lợi nhuận, đúng không? Mất mấy trăm triệu, mất nhiều hơn tại anh nói thôi, nói ra nó không cỡ đó. Thì bây giờ bắt buộc kiểu gì kiểu cũng phải khai trương, Covid nó cũng phải cho xong. Tại cái thời Covid đó mấy em, thợ thì nó nghĩ sạch bách hết, cách ly xã hội được các kiểu đó. Rồi có mấy thằng thợ cũ của anh bây giờ nó đi đóng tiêu luôn rồi, không kiếm được luôn mấy em. Không biết chắc nhiều khi làm ăn khó quá đi nước ngoài luôn rồi. Nên bây giờ anh phải tập trung, nó song song hai cái quận 9, nói chung là 200 năm nay phải xong. Còn ở quận 9 á, cái BBT quận 9 á là tụi em nhìn thấy một cái view Sài Gòn khá là đẹp. Bây giờ tất cả những cái gì anh đầu tư là mô hình dành cho tương lai, mô hình dành cho tương lai. Mấy em đừng coi thường khu Đông, đúng không? Khu Đông sẽ chuyển mình,
nó khu đông sẽ phát triển mạnh mẽ như cánh én mùa xuân đó. Và đại lý Sam ở Thủ Đức sẽ đồng hành, sẽ là cái kênh bán lẻ, cái kênh bán lẻ của BBT. Wow. Và ngày hôm nay đó, anh giới thiệu với các em, làm video nó nhiều vậy thôi chứ chẳng qua là giới thiệu cái đại lý quận chính đó, của đại lý Thủ Đức đó, có một đĩa đẹp. Anh nói nhiều vậy thôi nhưng mà thật ra đó là cái video là PR cho quận, cho đại lý ở ngoài Thủ Đức nha. Cậu thật anh nói nhiều mà, trong một video sẽ chia sẻ rất là nhiều đó. Hôm nay em kể cho em nghe về cái chuyện mà người bạn gái cũ qua đâu quận chính nha, nhỏ nào chia tay mới kể, thề luôn, nhỏ nào còn quen không kể nha. Đó là tật của anh nha, những cái gì của Như Nguyễn phải là bí mật. Tất cả các bạn xem trên video, trên hình ảnh, trên livestream, trên Facebook này nó kiểu chỉ là sự thật một nửa đời Như Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc đại lý BBT Thủ Đức khai trương hồng phát, tiền vô như nước. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.